xin kính chào các anh các chị rất là thân mến chúng ta đang theo dõi chương trình trong khóa học uh, huấn luyện uh, ban phục vụ của huynh đoàn giáo dân đa minh em là linh mục Phêrô phạm duy khánh xin kính chào các anh các chị kính thưa các anh các chị rằng là trong những bài trước chúng ta đã tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của đoàn trưởng đoàn phó và huấn đức Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu hai vai trò khác trong huynh đoàn, đó là vai trò của thư ký và thủ quỹ. Vậy để bắt đầu, xin mời các anh các chị chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của đức Mẹ Mân Côi thánh hóa giờ học của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc đối chúa trời ở cùng bà bà co phung là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh mà Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân cha và con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các anh các chị, ở trong huynh đoàn của chúng ta, cơ bản là có những cái chức vụ sau đây. Nếu những cái huynh đoàn lớn thì không nói làm gì. Nhưng mà những cái huynh đoàn nhỏ thì chúng ta có, thứ nhất đó là đoàn trưởng là phải có rồi. Thứ hai đó là à, Đoàn phó nếu mà huynh đoàn nhỏ thì chức vụ đoàn phó này có thể khiếm khuyết ví dụ huynh đoàn này chỉ có ba người thì đoàn phó này nó cũng có thể khiếm khuyết chức vụ thứ ba đó là huấn đức rồi cần có thêm một người nữa đó là thư ký và nhiều lúc ở trong những cái huynh đoàn nhỏ có thể thư ký này kiêm nhiệm luôn cái cái, cái vai trò là thủ quỹ nữa vậy hôm nay Uh, xin kính mời các anh các chị chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của hai người này chúng ta giả thiết rằng là hai người này là hai người khác biệt nhau vậy thư ký trong huynh đoàn của chúng ta có nhiệm vụ gì nói đến thư ký thì nói đến cái chuyện ghi chép vậy thì ghi chép cái gì phải xác định rằng là đây là một cái người rất quan trọng trong huynh đoàn và nhiều khi chúng ta quên đi cái bổn phận và trách nhiệm của thư ký này hoặc là thư ký không biết cái việc của mình làm hoặc là biết đấy nhưng mà không muốn làm hoặc lười không muốn làm thì cả hai cái vấn đề không biết và lười hoặc không muốn làm như vậy nó làm cho cái đời sống sinh hoạt của huynh đoàn của chúng ta rất là thiệt thòi vậy thì cái yếu tố đầu tiên của người thư ký, cái tố chất của người thư ký phải là một con người cẩn trọng, cẩn trọng ghi chép lại và phải là người mà có khả năng ghi chép. Và trong một cái buổi họp chẳng hạn, người thư ký không phải rằng là ai nói cái gì cũng ghi hết không sót một câu một chữ. Nhưng người thư ký có cái khả năng tóm tắt và gọi là xác định xem vậy thì cái ý chính của người đang nói đây ý chính có nghĩa là gì để rồi mình tóm tắt trong một vài câu một vài chữ thôi đó chúng ta xác định ngay là cái người đó đang nói à, à anh à, gọi là anh Nguyễn Văn A à, đề nghị rằng là trong những cái ngày lễ của huynh đoàn phụ trách ở tại giáo sứ thì chúng ta cần mặc đồng phục thì trong cái 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 kiểu nói của anh Nguyễn Văn A đó có thể nói rằng là chúng ta là một huynh đoàn rồi chúng ta uh, là một hội đoàn trong giáo xứ chúng ta có đồng phục thì tại sao chúng ta không có mặc đồng phục tại sao mà các liên minh thánh tâm hội các bà mẹ rồi tất cả mọi người khác đều mặc đồng phục mà chúng ta không mặc đồng phục đấy anh có thể nói tràng giang đại hải nhưng mà người thư ký là người tóm tắt rằng là đề nghị của anh nguyễn văn ấy tất cả những cái ngày hội họp thánh lễ mà huynh đoàn phụ trách hay là gọi là hàng chú nhật hay gì đó cần mặc đồng phục ngắn gọn thôi đó thì cái người thư ký là người ghi chép lại biên bản những cái cuộc họp cuộc họp nguyệt hội của chúng ta rồi người thư ký và uh, gọi là đó là điều thứ nhất cái nhiệm vụ đó là trông coi và lưu giữ các sổ sách của huynh đoàn. Và khi mà trông coi như vậy thì phải ghi chép. Ghi chép cái gì? Thứ nhất, ghi chép biên bản các cuộc họp. Đó. Chúng ta cũng có thể biên bản các cuộc họp, có thể là biên bản uh, cuộc họp nguyệt hội biên bản họp của ban phục vụ của chúng ta Đó. rồi có thể uh, ghi chép những cái gọi là trong cái biên bản này nguyệt hội và ban phục vụ này cũng có thể rằng là những cái huấn đức của gọi là linh hướng rồi uh, những cái đóng góp ý kiến của từng người, những đóng góp ý kiến của từng người, rồi những cái quyết định, những quyết định chung à ví dụ như là bây giờ chúng ta quyết định là mỗi một ngày, à, mỗi một ngày thứ tư chẳng hạn, huynh đoàn của chúng ta sẽ đọc kinh thần vụ chung với nhau tại nhà thờ ví dụ như vậy, những quyết định như vậy chúng ta cần ghi vào đó rồi trong ban phục vụ của chúng ta cũng thế những cái cuộc họp của ban phục vụ chúng ta có thể ghi vào gọi là ban phục vụ ví dụ như là chúng ta có uh, là ghi vào rằng là những cái uh, bỏ phiếu bỏ phiếu khấn của uh, bỏ phiếu hứa hay bỏ phiếu vào nhà tập hay là gì đó rồi uh, những cái gọi là những cái thông tin trong ban phục vụ đó chúng ta cần phải ghi chép hết vào đấy là cái điều mà cái cái nhiệm vụ là là biên bản các cuộc họp rồi bên biên bản các cuộc họp bên cạnh cái chuyện ghi chép đó chúng ta cần phải thứ hai nữa là chúng ta lưu giữ đó lưu giữ cái gì lưu giữ sổ sách sổ sách thì nó có cái sổ sách là sổ gọi là uh, danh sách danh sách đoàn viên rồi uh, sổ uh, hứa sổ tuyên hứa ví dụ như ngày này ngày này ngày kia anh này anh nọ đã được tuyên hứa lần đầu hay là tuyên hứa uh, lần sau đó uh, là uh, tuyên hứa chọn đời đó chúng ta phải uh, sổ tuyên hứa chúng ta phải ghi vào đó phải 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 lưu giữ lưu giữ sổ sách rồi lưu giữ các biên bản rồi các quyết định Ví dụ như là, là quyết định uh, thành lập thành lập huynh đoàn. Đó. Rồi uh, lưu giữ các cái uh, đơn đó. Thì chúng ta cần phải đơn xin của này của người này người kia, họ xin tuyên hứa xin tuyên khấn. À, thì đó là những cái cái vấn đề mà lưu giữ cái vấn đề thứ ba nữa mà những người thư ký cần lưu ý và ở trong cái chuyện lưu giữ này sổ sách này em cũng xin thêm là nhiều khi ở những cái huynh đoàn lớn họ có sổ ân nhân ở bên Hoa Kỳ của chúng ta thì không có nhưng mà ở tại Việt Nam thì em biết rằng là rất nhiều huynh đoàn có cái sổ ân nhân này Ví dụ như là chị Nguyễn Thị Hoa chẳng hạn Mẹ chị qua đời có để chị lại cho chị một chút này kia Thì chị tự bản thân chị ấy Chị biết rằng là mẹ chị cũng mong muốn là có người đọc kinh cầu nguyện Rồi chị cũng chia sẻ một chút tài sản đó của mẹ để lại đó cũng không nhiều Nhưng mà cũng gửi vào nhà dòng, gửi vào nhà thờ đấy Thì bên cạnh gửi vào nhà dòng, gửi vào nhà thờ đấy chị cũng trích một phần Chị gửi cho huynh đoàn giáo dân đa minh để xin cho người mẹ của chị trở thành ân nhân của huynh đoàn giáo dân đam minh giáo sứ gọi là thánh Andre chẳng hạn thì huynh đoàn đó có cái bổn phận đọc kinh cầu nguyện cho các vị ân nhân của mình thì nó gọi là hình thành nên cái sổ ân nhân này đó sổ ân nhân này dĩ nhiên huynh đoàn không phải dùng những cái đóng góp của các vị ân nhân đó dành cho việc chơi bời này kia họ dùng cái 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 tài gọi là cái số tiền đó để họ giúp người nghèo họ phát triển trong việc truyền giáo hay là phát triển giáo sứ có nghĩa là có một sự cân bằng không phải bao nhiêu tiền cái là đóng góp vào giáo sứ để xây cái này xây kia hết nhưng mà có thể một phần đó họ trích cho cái việc truyền giáo cho hỗ trợ gọi là các cha đang hoạt động trong vấn đề truyền giáo hỗ trợ cho gọi là nhà dòng đa minh hỗ trợ cho cái việc mà, mà chăm sóc người già người nghèo hay gì đó thì dĩ nhiên rằng là cái cái sổ ân nhân này sẽ á, á, gọi là cái cái vấn đề tiền bạc nó liên quan đến và cái người uh, thủ quỹ nữa cơ nhưng mà đại khái rằng là chúng ta phải lưu trữ danh sách này đó để rồi á các anh các chị làm một nhiệm kỳ các anh chị nghỉ hay hai nhiệm kỳ các anh chị, chị nghỉ nhưng mà những người kế tiếp họ biết rằng là trong giáo sứ của chúng ta ai là những ân nhân hay là uh, mở rộng thêm cái chuyện ân nhân không phải là chúng ta chỉ gọi là cầu nguyện cho các vị ân nhân gọi là đã qua đời nhưng mà ngay cả còn sống nữa để mình biết rằng là ok chị uh, À, Trần Thị Hoa này đã đóng góp vào trong uh, huynh đoàn của chúng ta với cái sự ân như với cái sổ trong cái sổ ân nhân như thế. Khi mà gia đình của chị có chuyện hay là thậm chí rằng là uh, chị được Chúa gọi về, thì cái bổn phận của huynh đoàn của chúng ta bởi vì chúng ta đã nhận cái sự đóng góp donate của chị Hoa này, thì chúng ta phải có cái bổn phận như thế nào? Đó thì cái sổ ân nhân này chính là cái sổ theo dõi và mình biết rằng là ai là ân nhân của huynh đoàn của chúng ta để chúng ta cần phải có bổn phận và trả cái nghĩa cho nó cân xứng đấy là vấn đề mà sổ sách rồi à, à, lưu giữ ghi chép rồi lưu giữ rồi Rồi có một cái nhiệm vụ nữa là rà soát. Rà soát. Rà soát có nghĩa là gì? Ở trong cái chuyện này bởi vì những người mà gọi là 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 chị thư ký á, chị ghi, chị giữ sổ sách. Đó. Và bởi vì chị giữ sổ sách, cho nên rằng là trước 6 tháng trong những cái kỳ những cái kỳ mà gọi là là chúng ta tổ chức khánh lễ bổn mạng hay là tổ chức những cái đợt mà thâu nhận tuyên hứa thì chị thư ký này căn cứ ở trên cái sổ sách, đó ví dụ như là danh sách đoàn viên rồi sổ tuyên hứa này chỉ rà soát để đưa ra một cái danh sách cho ban phục vụ biết à năm nay theo cái tiến trình của chúng ta có khoảng cỡ năm anh chị em sẽ gọi là, là là xong giai đoạn tìm hiểu và bước vào giai đoạn dự tuyển. Có 7 anh chị em đã xong giai đoạn dự tuyển và bước vào giai đoạn tiên tuyên hứa lần đầu. Hay là có 10 anh chị em đã xong cái tuyên hứa lần đầu sau 3 năm và bắt đầu bước vào giai đoạn gọi là tuyên hứa vĩnh viễn. Thì dựa trên cái sổ sách đó chị thư ký list ra các cái danh sách những người như thế vậy để rồi anh Huấn Đức phối hợp với anh Huấn Đức à anh Huấn Đức nhắc nhở những người này chị ơi chị sắp tới là chị đã qua giai đoạn tìm hiểu rồi đấy chị có muốn bước vào năm tập bước vào giai đoạn dự tuyển hay không đó và như thế thì uh, nếu mà chị muốn thì uh, trước mấy tháng chị làm ơn làm đơn rồi À, anh Tuyên anh anh huấn Đức cũng vậy cũng nhìn thấy ok chị sắp thử bước vào bây giờ chị đã hoàn thành những cái khóa học online mà chúng tôi đã trình uh, cho chị chưa Nếu mà chị chưa thì anh huấn Đức bắt đầu là giúp chị ta để chị ta hoàn thành cái khóa học đó thì nếu mà có được như thế thì cần phải có một cái bản danh sách mà chị thư ký này đã đưa ra để giúp cho anh huấn Đức thực thi cái nhiệm vụ của anh đó. và đối với cả chúng ta cũng vậy, mình rà soát cái chuyện này chị thư ký là cũng người là rà soát chúng ta có thể ví dụ như là uh, chị uh, thủ quỹ báo cáo quỹ tháng này nó như vậy chi bao nhiêu bao nhiêu tháng sau tự nhiên là mình thấy là lọt đi đâu hết bao nhiêu tiền thì chị uh, thư ký này cũng cần phải đối chiếu các biên bản khác nhau để mình tìm ra những cái sai sót nhiều khi chị thủ quỹ chỉ hụt đi chỗ này hụt đi chỗ kia mà nhiều khi cứ mở ngoặc đơn ở trong huynh đoàn hay trong bất cứ hội đoàn công giáo tiến hành nào của chúng ta cũng vậy cái vấn đề mà tiền bạc là cái vấn đề mà nó rất là nhức nhối nhiều khi nó chẳng có bao nhiêu tiền nó chỉ hụt đi vài chục đồng thôi đó ăn một cái kẹo ăn bát phở thì cũng xong thôi nhưng mà nhiều khi những cái sai sót như vậy lại tạo nên một cái sự gọi là khúc mắc ở trong chính huynh đoàn của chúng ta và rất là hay đặt vấn đề, hay đặt vấn đề. Và cần chị thư ký này cần có một cái sự rà soát như thế. Thì đó, qua ba cái, cái 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 nhiệm vụ này cho thấy rằng là cái nhiệm vụ của người thư ký này rất quan trọng. Và thêm một cái nhiệm vụ thứ tư đó là nhiệm vụ gọi là tổ chức bầu cử. Không phải là chị thư ký này đứng ra tổ chức bầu cử như chúng ta biết. Trong cái luật sống của chúng ta. Khi một người đoàn trưởng đã mãn nhiệm. Thì đoàn trưởng đó sẽ ấn định. Gọi là ví dụ như là đến tháng 10 này tôi mãn nhiệm rồi. Thì ngay từ trước mấy tháng tôi sẽ phải ấn định là. Sẽ có một cái cuộc bầu cử. Và lúc bấy giờ cái người đoàn phó sẽ trở thành một cái người nhiếp chính, có nghĩa là đứng lên tổ chức cái buổi bầu cử này, bầu cử kế tiếp. Thì trong cái việc bầu cử đó thì cái vai trò của người thư ký này là phối hợp với người đoàn phó để tổ chức bầu cử. Đến đây thì có một người hỏi rằng là, là vậy thì trong cái uh, huynh đoàn của em nó không có đoàn phó thì làm sao? Thì mình cứ xét đoàn trưởng rồi tới đoàn phó không có đoàn phó thì huấn đức sẽ đứng ra tổ chức bầu cử. Đó, tại vì trong huynh đoàn hai vai trò mà phải có, đó là đoàn trưởng và huấn đức. Có thể đoàn phó bởi vì hoàng, cái huynh đoàn của mình nó nhỏ quá thì đoàn phó không có gọi là khuyết danh thì cái người đứng ra tổ chức bầu cử đó là huấn đức. Và khi mà tổ chức bầu cử đó, cái người nhiếp chính cần có sự cộng tác với cả người thư ký để chúng ta thứ nhất mình đọc lại luật sống mình list ra tất cả những cái thể thức bầu cử những cái phiếu bầu chuẩn bị phiếu bầu ra làm sao như thế nào ạ thì đó là cái nhiệm vụ của thư ký khi mà họ phối hợp với cả anh đoàn trưởng đoàn phó và nên nhớ khi mà chúng ta bầu thì trên nguyên tắc là chỉ có những người đã tuyên hứa thì mới có quyền bầu cử nhá. Trong những cái đoàn mà nó mới thành lập có 5 người thôi. Đó. Bầu cử làm sao? Có mỗi có hai người tuyên hứa còn ba người chưa tuyên hứa. Thì cần có một cái sự chuẩn trước của cha đặc trách nhá, cha đặc trách cần phải có sự chuẩn trước. Còn trên nguyên tắc bầu cử đó là những người tuyên hứa thì mới được quyền bầu đó có mới được quyền bỏ phiếu và cái này chúng ta đã nói về cái, cái 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 bầu cử khi trong cái phần bầu cử rồi thì em không nhắc lại thì nếu có cái gì nó không đúng hay là không phù hợp với luật sống thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến các cha đặc trách, cha tổng đặc trách đó, ở cha linh hướng của chúng ta để chúng ta à, thực thi cho nó đúng nhé. Rồi trong cái bầu cử phải nhớ là người thư ký phải viết biên bản vào. Ví dụ như là trong cái chuyện này để cho tránh cãi nhau phía sau này. Đó, ví dụ như là tham dự cuộc họp bầu cử chúng ta đã có thư mời rồi. Tham dự cuộc họp bầu cử có hai chục anh chị em đã tuyên hứa. Những người khác có thể tham dự nhưng mà không có quyền bầu nếu mà chưa tuyên hứa. Thì và mình đã có hai chục người đã tham dự rồi có thể nếu mà list tên được thì nó càng tốt rồi khi mà bầu anh Nguyễn Văn A thì có 5 phiếu trên 20 chị Nguyễn Thị Bi có 7 phiếu trên gọi là gọi là 20 còn chị anh Nguyễn Văn Si là 8 phiếu trên 20 vậy mình phải ghi rõ ràng ghi rõ ràng cái kết quả bầu cử nhé yeah. thì cần phải viết biên bản rồi cái kết quả bầu cử, rồi sau khi mà có biên bản như vậy, thì chúng ta uh, gửi lại đó, trưởng ban bầu cử là ông uh, Trần Văn uh, Đi chẳng hạn đó ghi vào đây Trần Văn Đi thư ký đó là như thế vậy, rồi có thể kiểm phiếu viên đó là như vậy ba người ít nhất là có mấy người như thế chúng ta ghi vào rồi gửi lên cha linh hướng để tra linh hướng uh, gọi là approve Đó chấp thuận hay không thì đó là đó là cái vấn đề tổ chức uh, gọi là một vài cái 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 uh, nhiệm vụ hay là vai trò của thư ký ở trong huynh đoàn thì một vài cái điểm như vậy ở trong các huynh đoàn khác á, thì nó nhiều khi là cái vai trò của thư ký nhiều khi tự chị thư ký trẻ này kia chị rành máy uh, vi tính hay là chị nhạy rành uh, các, các các cái cái chuyện mà text cho điện thoại chẳng hạn thì thư ký này nó cũng giúp luôn giống như một hình đàn nọ thì chị rành về máy vi tính chẳng hạn thì anh Huấn Đức thì anh được có lòng thôi nhưng mà nhiều khi máy vi tính anh cũng lớn lớn tuổi rồi anh không có rành thì anh nhờ chị thư ký à, à em giúp cho anh rằng là những cái bài học ở online chẳng hạn em lấy cái 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 uh, copy cái đường link của nó em gửi qua điện thoại cho các anh các chị để các anh chị chỉ click vào đó thôi là các anh chị có thể học những cái chương trình này kia thì ai cần cái gì ấy, cứ gọi cho chị thư ký chị thư ký qua nó làm những chuyện đấy một cách dễ dàng nói chung là một cái sự uyển chuyển ở trong cái cái, cái phương thức điều hành đó là cái công việc của người thư ký à, và em mong rằng là những cái người thư ký và trong thư ký ở trong các huynh đoàn chúng ta ý thức được cái công việc của chúng ta và khi mà như thế rồi á thì cái việc mà gọi là coi sổ sách á nó rất là 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 là, là dễ dàng nó giúp cho các cái uh, huynh đoàn của chúng ta phát triển một cách mau chóng. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi qua một cái vai trò khác là vai trò của thủ quỹ trong huynh đoàn. Vai trò của thủ quỹ trong huynh đoàn thì thủ quỹ là ai? thủ quỹ là những người giữ tiền, đó. giữ tiền và kiểm soát à, tiền bạc trong cái uh, huynh đoàn của chúng ta. Về vấn đề mà gọi là thủ quỹ có cái nhiệm vụ gọi là 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 kiểm soát về tiền bạc như thế, thì kính thưa các anh các chị, nó có hai cái đó là cái thu và cái chi. Đó. Người thủ quỹ trong huynh đoàn không cần phải là những người đã tốt nghiệp các cái lớp kế toán nếu mà anh có cái kinh nghiệm anh hay chị có kinh nghiệm về kế toán thì cái điều đấy rất là dễ dàng trong cái công việc của các anh nhưng mà gọi là cái mà quan trọng để trở thành một người thủ quỹ đó chính là anh phải là một con người cẩn thận. Cẩn thận. Thứ hai, đó là anh phải là một con người minh bạch. Cẩn thận và minh bạch. Đó. Cẩn thận và minh bạch này dẫn cho chúng ta đến là anh là một con người đáng tin. Ở bên Hoa Kỳ của chúng ta nhiều khi quỹ huynh đoàn ở chúng ta gọi là quỹ nào giàu thì cũng có chỉ có 2 3 ngàn. 2 3 ngàn. Nhưng mà cách đây gọi là 15 năm em đã biết rằng là ở bên Việt Nam có những cái huynh đoàn ấy có quỹ của họ khoảng cỡ 100 ngàn. 100 ngàn đô la Hoa Kỳ. 100 ngàn. Đó. Đó, có nghĩa rằng là có những cái huynh đoàn họ rất lớn rất lớn rất lớn và cái quỹ của họ rất nhiều và Dĩ nhiên họ cũng chả có dùng cái đấy để ăn chơi riêng này kia thì họ cũng có cái cái kiểu quỹ ở Việt Nam nó khác với cả chúng ta bên này thì à, lúc bấy giờ cái vai trò của người thủ quỹ rất là lớn trong những cái huynh đoàn họ giàu có còn bây giờ chúng ta bên này gọi là gọi là có một hai ngàn thì cũng chả có đi đến đâu đấy và đã ngàn nó là to lắm rồi một quỹ của một cái binh đoàn ra một hai ngàn nó là to bên này cũng to rồi đấy nó cũng chả đi đến đâu đó thì uh, chúng ta cần phải cẩn thận cẩn thận trong cái vấn đề thu và cẩn thận trong vấn đề chi của chúng ta dĩ nhiên trong cái quyết định thu chi này đó thì phải xác định người thủ quỹ không có cái quyền tự định đoạt mình chi cái gì và mình chi cái gì thì cần phải có cái sự gọi là đồng thuận của đoàn trưởng nếu mà gọi là một cái 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 đoàn mà nó lớn đó hoặc là nó 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 có số tiền nhiều ạ ví dụ đoàn trưởng có cái quyền quyết định chi cho khoảng khoảng cỡ 100 đồng đổ xuống thôi đang nói ở bên Hoa Kỳ 100 đô la trở xuống còn chi hơn 100 đô la thì cần phải có cái quyết định của ban phục vụ còn nếu mà chi hết toàn bộ cái quỹ của mình thì phải có một cái sự đồng thuận của cả huynh đoàn ví dụ như vậy chúng ta phải lập ra một cái 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 cái, cái giới hạn của mỗi một cái cấp bậc đó thì có thể là cái quyết định chi không phải là quyết định của người thủ quỹ mà quyết định của đoàn trưởng của ban phục vụ và của cả huynh đoàn. Đó. Và người thủ quỹ cần phải ghi rõ ràng. Đó. Trong cái sổ sách của mình, trong cái mục chi như vậy. Đó. Cần phải ghi đó ngày số tiền cho mục đích hay lý do đó và ký tên ký tên thì có thể ký tên của thủ quỹ và ký tên của đoàn trưởng vào đây đó phải ghi rõ ràng bởi vì mai mốt đó, mà nó chạch một cái đó, là mình chết đó là thủ quỹ này là lãnh lãnh đạo mình không có quyết định chi. Và quyết định chi là quyết định của đoàn trưởng và khi mà anh quyết định đoàn trưởng ấy thì xin anh gọi là ký tên vào đây cho tôi một cái. Đó. Ví dụ như là ngày à, à mùng 1 tháng giờ mùng 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 9. Ví dụ như ngày à, mùng 9 đó. Tháng 9 ngày 1 đó, năm 23. Số tiền là 200. Đó, lý do là Uh, gọi là mừng um, bổn mạng cha xứ chẳng hạn mừng bổn mạng cha xứ 200 thì sang quá cho 100 thôi nhá đó mừng bổn mạng cha xứ bổn mạng cha xứ đó ký tên vào đây thì chị thủ quỹ phải ký tên vào đó và anh đoàn trưởng cũng phải quý tên vào đó có nghĩa rằng là trong cái sổ mình mình rõ ràng cái này tôi không làm cho, gọi là tôi không tự quyết định nhưng mà cái này á rồi bắt đầu khi mà ký tên xong rồi thì mình mới, mới trao tiền đấy cho anh đoàn trưởng rồi anh đại diện uh, gọi là đoàn ở lên uh, phát biểu mừng bổn mạng cha xứ rồi dự tiệc rồi này kia đại khai thế rồi bắt đầu là có quà mừng ví dụ vậy. Thì đó là cái 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 cách của 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 gọi là thư ký. <laughs> Và cái thu của chúng ta cũng phải cẩn thận. Thu của chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Ngày bao nhiêu? Đó, số tiền nào? Ai đóng? Lý do nếu đóng niên liễm chẳng hạn đó chị này chị kia đóng 40 đồng đó và nên rằng là cứ mỗi quý em mới thật như em đã thưa trong huynh đoàn của chúng ta cũng chẳng bao nhiêu tiền em mới thật với anh chị nhiều khi là cũng chỉ có gọi là ở hôi hoa ở hoa kỳ hay Canada đa cũng chỉ có một hai thôi mà nếu mà không minh bạch rất khổ cho nên rằng là em đề nghị như vậy cái này nó nằm ngoài thôi, nhưng em đề nghị như vậy. Nếu mà cái người thủ quỹ khôn ngoan cứ mỗi 3 tháng một lần xin in cho tôi. Đó, 3 tháng hoặc 6 tháng in cho tôi cái danh sách thu và chi. Rất rõ ràng luôn. Chị Trần Thị Huệ đã đóng liên liễm 35 đồng ngày bao nhiêu đấy. Rồi chị Nguyễn Thị Bút để đấy đại khái vậy, cứ ghi rõ ràng đấy là thu còn bên chi là trong ngày bao nhiêu tôi chi, chúng tôi chi cái này chúng tôi chi cái kia rất rõ ràng dĩ nhiên sổ cái mình có cái chữ ký của đoàn trưởng trong vấn đề chi thì mình đã giữ nhưng mà mình nên list tất cả một cách cụ thể ai đã đóng tiền để làm sao cứ mỗi 3 tháng mình làm như vậy để mình nhắc nhở khéo nhau bây <laughs> giờ <laughs> đóng tiền niên liễm chẳng hạn các anh các chị chưa đóng thì chúng tôi nhìn danh sách cái này đây Mọi người đóng hết rồi đây này, còn sót tên là mỗi tên anh chưa đóng cái này thì anh cứ nhìn vào danh sách để anh anh lo mà phần hồn của anh anh đóng vào như thế đấy. đấy. nếu thì đấy mình có sự khôn ngoan như vậy và rất là minh bạch rồi cuối cùng mình tổng kết là mình quỹ của mình còn bao nhiêu hay là quỹ mình thiếu hụt như thế nào. Đó. Thì mình có một cái danh sách rõ ràng cứ 3 tháng mình cứ chịu khó 3 tháng một lần hoặc ít nhất là 6 tháng một lần chúng ta phát cái tờ giấy ra Mọi người cầm cái tờ giấy chia cho mỗi người tờ Tôi không có cái gì mà tôi phải giấu giếm cả Rất minh bạch Đó Thì đó Thì khi mà mình làm như vậy á Thì mọi người nhìn thấy À sao đóng niên liễm này Sao cái tên tôi không có nhỉ Hay là tôi đã đóng rồi Mình sẽ bảo Ok chị thủ quỹ ơi Hôm trước em đã đóng tiền niên liễm rồi Đó Thì tại sao mà giờ này chưa có Hay là như thế nào đấy Cho nên là khoảng cỡ 3 tháng một lần á Thì người ta còn nhớ được à ở ừ, hôm trước chị này chị đã đưa tiền cho mình rồi chị đi lễ rồi chị đưa tiền cho mình rồi mình chưa ghi vào sổ thì mình phải cập nhật vào đó thì mỗi 3 tháng một lần tốt nhất là mỗi 3 tháng một lần đừng có làm mỗi tháng mỗi tháng thì nó vất vả quá mà nó cũng không cần thiết nhưng mà nếu mà trong cái báo cáo quỹ của mình ấy, mình dù mình không làm mỗi tháng nhưng mà mình cũng gọi là tổng kết bằng miệng thôi đó À, bảo thưa các anh các chị báo cáo quỹ của chúng ta hiện giờ chúng ta còn uh, trong tháng vừa rồi đó, chúng ta uh, chi cho chuyện này chuyện kia mất hết 300 rồi uh, chúng ta đã thu vào tiền niên uh, liễm của một số người sau đây là em đọc tên niên liễm một số người đóng góp trong tháng vừa qua đấy là chị uh, nguyễn thị a chị trần anh trần văn bi rồi chị nguyễn thị Si chẳng hạn đó thì uh, chị đã đóng niên liễm rồi uh, chị nguyễn thị Si đóng không những 35 đồng mà chị đóng bốn chục đồng cơ Đấy, thì nó là như thế Thì mọi người đi họp người ta bảo À, có nghĩa là tuần tháng vừa rồi mình đã đóng tiền liên liễm rồi Thì anh thủ quỹ này anh đã ghi vào đây rồi Đó Thì mỗi một cái họp nguyệt hội mỗi tháng Thì mình chỉ cần báo cáo miệng thôi Nhưng mà 3 tháng một lần Thì mình sút ra một cái danh sách Đưa một cái danh sách ra luôn Là trong 3 tháng vừa rồi chúng ta đã chi những cái chuyện gì Chúng ta đã thu những cái gì Ai đã đóng tiền liên liễm như thế nào ghi tên rõ ràng như thế. Thì nó tránh đi rất nhiều những cái phiền toái ở trong cái việc mà quản lý sổ sách của chúng ta. Và quản lý tiền bạc của chúng ta. Rồi á chúng ta cũng cần phải có cái duyệt sổ. nó 6 tháng một lần. Đó, các anh các chị duyệt sổ của tôi cái, ban phục vụ duyệt sổ của tôi đây cái sổ gọi là sổ thu chi của tôi đây này. 6 tháng một lần xin anh anh, anh, anh uh, gọi là đoàn trưởng ký tên đấy thôi là xác nhận rằng là cái này là nó đúng như cái điều mà tôi vừa trình bày nhé và khi mà ký vậy và đoàn trưởng cũng để ý mình chỉ ký khi mà những cái đó nó không có sự gọi là gạch rồi tẩy xóa những cái số tiền đó chỉ ký vào đó duyệt cái sổ thu chi cứ 6 tháng một lần ban phục vụ đoàn trưởng đoàn phó và thư ký chúng ta à, thủ quỹ chúng ta ký vào đó là à, tổng kết sau 6 tháng chúng ta còn có số tiền như thế vậy nhá chúng ta cây ký vào đó một năm một lần thì cần phải đưa cho cha linh hướng duyệt cái sổ của chúng ta đó duyệt sổ không phải là cha linh hướng coi xem như thế nào nhưng mà nhiều khi á, vấn đề mà chi tiền như em nói á, có nhiều huynh đoàn họ giàu có lắm giàu có lắm cha linh hướng họ sẽ cha, cha sẽ gọi ok các anh chị gọi là huynh đoàn này mình giữ nhiều tiền như vậy cũng không có tốt một số tiền các anh chị nên giúp người nghèo đi giúp truyền gọi là truyền giáo đi nếu các anh chị quen biết ở nơi nào cần thì các anh chị gọi là donate bớt đi giữ nhiều tiền gì trong gọi trong cái huynh đoàn của chúng ta có vài chục ngàn để làm cái gì đó sao tại sao không giúp cho những nơi truyền giáo này kia các anh chị nếu mà không biết thì tôi giới thiệu cho các anh chị đi trực tiếp tôi không có qua tôi tôi giới thiệu trực tiếp hoặc là tôi sẽ chuyển giúp cho các anh chị rồi có thư cảm ơn của cái nơi đấy đây đó của huynh đoàn giáo dân gia minh ở giáo sứ thánh an rê chẳng hạn thì đấy ở đây đây từng này đó rất rõ ràng chứ không giữ tiền nhiều làm cái gì cho nên rằng là cần phải có sự duyệt sổ của cha linh hướng để ngài đưa ra những cái hướng dẫn và chỉ thị của chúng ta cho nó thích hợp với cả cái linh đạo của mình chứ không phải rằng là mình gọi là cha gọi là bắt rằng là nộp tiền cho cha không nộp. Cho nên rằng là tóm lại chỗ này em cũng gợi ý để mà cái sự quản trị nó dễ dàng cần phải cẩn thận và minh bạch. Đó, cẩn thận và minh bạch. Đó, phải trong các khoản chi của chúng ta cũng vậy cần phải có một cái lệnh chi của người đoàn trưởng hay là của ban phục vụ hay là của cả huynh đoàn nếu mà trong cái trường hợp khẩn cấp và đồng thời nó đang có một cái 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 cái, cái, cái um, rất là nguy hại cho gọi là nhà dòng chúng ta đó hay là một cái sự gọi là huy động của dòng trên toàn thế giới để huy động để làm cái chuyện này chuyện kia cho nên chúng ta thấy là thôi bây giờ mình có ngàn rưỡi thì mình sẽ đô hết một ngàn rưỡi nhưng mà cần phải có sự đồng thuận của cả huynh đoàn đó. Trong trường hợp mà gọi là chơi gọi là hết vốn, hết giá số thì cần có sự đoạn gọi là của cả huynh đoàn. Nhưng mà trong cái trường hợp nó vừa phải thôi một nửa hay là gì đại khái vậy thì cần phải có cái gọi là của ban phục vụ. Nhưng mà ví dụ như là 100 bạc thôi. Đó. Thì trong sự khoảng cỡ 100 trở xuống thì chỉ cần đoàn trưởng thôi là quyết định cho chuyện đấy. Và cần phải có chữ ký rõ ràng. Rồi thu cũng vậy ghi rõ ràng ngày giờ, ai đóng tiền, nhận của ai như thế nào thì chúng ta cũng làm cái sổ. Đó, ghi vào rõ ràng. Mỗi một cái nguyệt hội chúng ta cũng nên nói nói mới tóm tắt rằng là trong tháng vừa qua chúng ta thu chuyện gì, chúng ta chi chuyện gì. Rồi 3 tháng một lần không phải nói miệng nữa mà là bằng văn bản cho mỗi người một tờ. Đấy, cứ mang về nhà nghiên cứu. Có gì sai cho em biết. Đó, 6 tháng một lần thì ban phục vụ phải kiểm soát cái sổ đấy có chữ ký rõ ràng đó sáu tháng hoặc 3 tháng tùy tùy theo huynh đoàn một năm một lần thì phải cái sổ gọi là thu chi đó phải trình lên cha linh hướng để ngài kiểm soát để ngài ký xác nhận rằng là một năm vừa qua chúng ta đã chi những cái khoản như thế này đó thì nếu mà chúng ta làm được những cái chuyện như vậy á, thì uh, gọi là cái 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 uh, nhiệm vụ của ban thư ký uh, của của chị thủ quỹ hay anh thủ quỹ này rất là đơn giản. Đó. khi mà bàn giao cũng vậy, chúng ta bàn giao sổ sách, bàn giao số tiền nó đúng với cả ghi trong sổ sách như vậy, bàn giao. và khi mà người ta buộc phải bắt chúng ta phải giải trình rằng là à cái khoản này tại sao lại nó lại lòi ra như vậy, chúng ta phải là người giải trình cho nó chính xác và đúng. Đó. Chứ còn bảo lên hỏi cái bên huynh đoàn bảo Tại sao cái chỗ này nó lại hụt đi đâu mất 200 Mà mình cứ u ớ mà không biết là cứ ngày đấy mình làm cái gì nhỉ Là là chết Là chết Đó